như một sự sắp đặt chéo ngoe của con tạo. Những trận cầu kinh điển của bóng đá châu Âu cuối tuần qua nhắc nhớ rất nhiều về trận El Clasico diễn ra hơn 10 năm trước tại Nou Camp. Vào tháng 11 năm 2010, Jose Mourinho trong lần đầu tham dự đại chiến Barca-Real trên tư cách huấn luyện viên đã bị kình địch Pep Guardiola dành tặng cho một bàn tay nhỏ. Thuật ngữ dùng để chỉ chiến thắng 5-0 với hình ảnh biểu tượng là bàn tay 5 ngón giơ cao của Pique. Như để khởi động cho ký ức El Clasico giữa tuần qua, Roma của người đặc biệt bị đội bóng nhược tiểu Bodo Glimt đè bẹp cũng với cách biệt 5 bàn tại Europa League. Chiến bại cho thấy vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha không còn đẳng cấp và sự cuốn hút như xưa. Đến cuối tuần rồi, gần như cùng thời điểm diễn ra trận El Clasico, đội bóng cũ của Mourinho, Man United bị kình địch Liverpool nghiền nát tại Old Trafford cũng bằng một bàn tay nhỏ. Nạn nhân duy nhất của hai bàn tay nhỏ ấy thật bi kịch là người ghét thua cuộc nhất quả đất, siêu sao Cristiano Ronaldo. 10 năm trước, ở tuổi 26, anh và Real Madrid đã có màn trỗi dậy mạnh mẽ sau thảm bại bàn tay nhỏ để trở thành đối trọng của Barca. Nhưng bây giờ, ở tuổi 36, cùng thế và lực yếu đuối của Man United với Sosa, thật khó để trông chờ vào một màn vươn mình tương tự cùng quỷ đỏ. Kình địch của Ronaldo, Lionel Messi cũng tham dự một trận kinh điển vào cuối tuần qua, nhưng không phải El Clasico. Trận cầu mà siêu sao người Argentina tham dự được gọi là Le Clasique, trận cầu kinh điển của bóng đá Pháp giữa Paris Saint-Germain và Marseille. Messi đã chia tay Barca để đầu quân cho Paris Saint-Germain trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, tương tự là Sergio Ramos, thủ quân của Real Madrid. Điều đó đồng nghĩa là lần đầu tiên từ năm 2005, El Clasico vắng bóng cả hai bóng cả hai tượng đài Messi và Ronaldo. Những người tham dự đại chiến Barca-Real nhiều nhất lịch sử với tổng cộng 45 lần. Lần hồi về quá khứ của trận đấu kinh điển 10 năm trước, Messi và Ramos cũng chính là hai nhân vật chính trong tình huống thể hiện sự bất lực của Real. Eduardo González, trọng tài chính điều khiển trận đấu này nhớ lại: "Tôi thấy Sergio Ramos lao về phía Leo Messi và tôi nghĩ hắn sẽ đạp Messi." Quả đúng như vậy, Messi nằm lăn lộn trên sân, còn Ramos bị chốt quyền thi đấu. Bàn tay nhỏ chính là một trong những ký ức đẹp nhất trong giai đoạn vàng son của Barca. Quãng thời gian gã khổng lồ xứ Catalonia thống trị bóng đá châu Âu với lối chơi tiki-taka ma mị. Thời điểm đó, đánh bại thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola là thách thức đối với mọi đội bóng. Áp lực nhất không phải đội bóng nào khác ngoài Real Madrid. Hàng trăm triệu euro, Ronaldo, Ozil, Kaká, Benzema và nhiều ngôi sao khác đã đến Santiago de Bernabeu để phục vụ mục tiêu tối thượng là đánh bại Barca, hay đúng hơn là bám đuổi đội chủ sân Nou Camp. Trở lại với hiện tại, thật không ai có thể tưởng tượng được một Barca hùng mạnh của 10 năm trước bây giờ lại tan tác như vậy. Không chỉ Messi mà Neymar cũng đang khoác áo Paris Saint-Germain. 2/3 hàng công xuất sắc nhất lịch sử Barca đang khoác áo đội chủ sân công viên Công Hoàng Tử. Neymar như khởi đầu, còn Messi như là kết thúc cho một quá trình rơi tự do xuống đáy của đội chủ sân Nou Camp. Ở mùa giải này, chuyện đội bóng xứ Catalonia sẩy chân trước các đội bóng nhỏ xảy ra như cơm bữa và thua trước các đội bóng lớn như một điều hiển nhiên. Bayern đã hạ Barca 3 bàn không gỡ và tạo cảm giác không tốn một giọt mồ hôi. Cuối tuần qua, đến lượt Real ở El Clasico ngay tại Nou Camp. David Alaba đưa đội khách vượt lên dẫn ở phút 32. Đến phút 90+3, Lucas Vázquez bồi thêm đòn kết liễu. Đến phút 90+7, Barca mới có được bàn gỡ danh dự nhờ công của Sergio Ramos. Đến phút 90+7, Barca mới có được bàn danh dự do công của Sergio Aguero. Đó là một Barca không thể vãn hồi dưới sự dẫn dắt của một Koeman kém cỏi về mặt chuyên môn. Điều đáng nói hơn nữa, đội bóng xứ Catalonia đã thua đại kình địch 4 trận liên tiếp. Điều chưa từng xảy ra kể từ thập niên 1960, giai đoạn mà nhạc của The Beatles vẫn còn thống trị cả hành tinh. Biểu trưng cho sự vượt trội của Real Madrid là hình ảnh Luka Modric, lão tướng 36 tuổi người Croatia nuốt chửng bộ đôi trẻ trung sung mãn Frankie de Jong và Gavi của Barca và tạo cảm giác đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha như thể chơi với 12 chứ không phải 11 người. Trên thánh địa Nou Camp, không Xavi, không Iniesta và cũng không Messi, Modric sắm vai nhân vật chính với kỹ thuật xử lý bóng bậc thầy, tư duy không gian thính nhạy và cả khả năng điều phối trận đấu với cánh tay luôn giơ lên chỉ huy đồng đội. Tổng quát hơn, các học trò của huấn luyện viên Carlo Ancelotti
hoàn toàn vượt trội đại kình địch. Họ đưa ra quyết định tốt hơn, tốc độ xử lý nhanh hơn, chuyền bóng chuẩn xác hơn và luôn có những cơ hội ghi bàn rõ rệt hơn. Ngược lại, dưới sự dẫn dắt của Koeman, đội hình Barca từ trận này sang trận khác luôn để lộ quá nhiều khoảng trống. Nhưng dường như từ huấn luyện viên đến cầu thủ đều không nhận ra vấn đề để rút kinh nghiệm. Trận El Clasico gần nhất tại Nou Camp cách đây đúng một năm, Modric và Federico Valverde đột nhập vào khu vực nhạy cảm để ghi bàn. Song Barca không phát hiện ra ý đồ của kình địch hoặc không thèm phản ứng. Bàn thua trong trận El Clasico trên sân Alfredo Di Stefano cũng diễn ra với kịch bản tương tự bàn mở tỷ số cuối tuần qua. Lucas xuyên phá bên hành lang phải rồi kiến tạo cho Benzema. Real Madrid từ thời Mourinho sau thảm bại bàn tay nhỏ cho đến nay, qua các đời huấn luyện viên, dù là Zidane hay là Carlo Ancelotti đều rất giỏi chuyển trạng thái từ phòng ngự lùi sâu sang phản công. Nhưng cần nhấn mạnh thêm, Real của hiện tại cũng không hùng mạnh như trước. Đội bóng hoàng gia cũng đã trở nên già cỗi và cũng loay hoay đi tìm biểu tượng mới với Vinicius hay là Rodrigo. Vì thế vấn đề của Barca không phải là có hay không có Messi mà nằm ở huấn luyện viên Ronald Koeman. Đội bóng xứ Catalonia luôn bế tắc trước những hàng phòng ngự đông người và rất dễ bị tổn thương bởi các tình huống phản công. Một huấn luyện viên giỏi, hoặc ít nhất là một huấn luyện viên có năng lực, sẽ nhìn thấy những điểm mạnh để tận dụng và phát triển và phát hiện các điểm yếu để hạn chế. Koeman chưa hoặc không thể hiện được năng lực tối thiểu đó. Hệ lụy từ việc thiếu một nhà cầm quân giỏi còn nghiêm trọng hơn nữa bởi những cầu thủ trẻ tài năng đang không được hướng dẫn đúng cách. Đơn cử là hình ảnh De Jong choáng váng tại trung tuyến khi được giao trọng trách điều phối, tương tự là các trường hợp của Ansu Fati hay là Gavi. Hãy nhớ rằng Messi đã được Pep Guardiola biến thành con quái vật như thế nào hơn 10 năm về trước, tương tự là bộ đôi Xavi và Iniesta, hoặc là sự xuất hiện định nghĩa lại vị trí tiền vệ mỏ neo của Sergio Busquets. Thời điểm đó tại Nou Camp, không ai kêu ca vì khoảng trống Ronaldinho hay Deco để lại. Sự ra đi của những ngôi sao này đơn giản được nhìn nhận là sự chuyển giao thế hệ. Barca đã bước từ chu kỳ thành công này sang chu kỳ thành công khác rực rỡ hơn, với một trong những mốc son chói lọi là chiến thắng 5-0 trước Real Madrid. Barca hiện tại không thiếu tài năng, Pedri, Gavi hay là Fati, De Jong là nền tảng đủ thuyết phục để những cu lê khấp khởi mừng về tương lai. Tuy vậy, Koeman không thể sánh với Guardiola và tình cảnh của đội bóng xứ Catalonia hiện tại rệu rã hơn rất nhiều hơn 10 năm về trước. Thế cho nên, đến bao giờ Barca mới thoát khỏi đêm trường tăm tối vẫn là câu hỏi chưa tìm được lời giải. Lưu ý thêm, Xavi, một phiên bản thành công hơn của Pep Guardiola trong vai trò cầu thủ, vẫn đang chờ tiếng gọi của Barca từ Ansat. On Sports, trọn vẹn đam mê.